Organic bổ gan, giải độc mắt gan, sản phẩm của Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia. Thuốc bổ gan Organic với nguồn gốc thảo dược, bổ gan, giải độc mắt gan. Dùng Organic khi chức năng gan kém, uống nhiều bia rượu, gan nóng, dị ứng, táo bón, ăn không tiêu, không dùng khi bị viêm tắc mật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Organic, bổ gan, giải độc mắt gan, sản phẩm của Trafaco. Đây ha, cái phần đất này á là của tôi. Còn phần đất này á của chú, được không? Cái gì? Hả? Sao mà được? Anh á dành phần đất ngoài mặt tiền, tôi ở trong hả? Khôn khôn vừa vừa thôi chứ. Khôn cái gì? Tôi là trai trưởng đúng không? Tôi thờ cúng tổ thì ông bà, thì tôi có trách nhiệm, phải trách nhiệm á là phải có quyền lợi trong đó à? Không có cái chuyện đó. Làm sao mà có chuyện phân biệt đối xử vậy được? Phân biệt cái gì chú nói chứ được à? Không được. Được. Không được cái gì? Tổ đẹp thôi đi. Tụi bay thôi đi. Tao chưa có chết đâu mà tụi bay đòi phân chia tài sản chứ. Má, má. Vậy? Sao vậy má? Sao vậy má? Hả? Má. Sao chị Hoa, chị Hoa, chị bị sao vậy? Ủa? Chị bị nhức đầu, choáng váng, chóng mặt chút thôi. Chắc là hai đứa tụi bay á lại cãi nhau, chọc tức cho bà ấy lên cao huyết áp chứ gì. Đâu có đâu. Thôi, một đứa đi vào á lấy nước ra đây, còn một đứa đi mua cháo cho mẹ đi. Dạ. Má, má. Chị á là bị bệnh cao huyết áp giống như em đó, chị phải cẩn thận chứ. Cô cũng bị nữa hả? Dạ. Hôm trước á em đi ra nhà thuốc, em mua cái thuốc cao huyết áp em uống khỏi rồi, bây giờ không đau đầu nữa. Hay là chị cũng uống thuốc cao huyết áp giống như em đi. Rồi cái vị thuốc ở đâu cô cho tôi xin đi. Em uống cái là hết luôn đây nè. Trời, vậy đỡ quá. Rồi, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Dạ. Ủa, cái tay cô bị cái gì mà nổi mẩn đỏ đỏ vậy? Ôi, mấy ngày hôm nay em cứ bị ngứa. Em đang tính đi kiếm một ít lá về để nấu nước mát uống đây này. Mà sao dạo này em chả thiết ăn uống gì đâu. Lớn tuổi rồi sao lắm bệnh quá. Thôi em về nha chị. Mấy đứa ơi ra trông mẹ này. Cô về. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Thôi mẹ con mới qua. Mẹ. Ủa mẹ uống cái gì vậy? Thì uống thuốc chữa bệnh chứ thuốc gì. Trời. Mẹ bị bệnh gì mà mẹ không nói tụi con. Đủ thứ bệnh hết á. Tự nhiên mẹ nạt con làm sao vậy? Anh hai ơi. Cái gì vậy? Gì mới qua chơi lam sòm vậy? Hả? Dạ. Được rồi. Ủa mày bệnh gì uống thuốc quá trời vậy? Mặc kệ tôi đi. Hả? Tụi bay đừng cãi nhau á. Là tụi bay đã biết thương mẹ tụi bay rồi đó. Anh á, anh lúc nào anh cũng nói là anh là con cả. Anh nuôi mẹ. Bây giờ mẹ bị bệnh, mẹ uống thuốc gì á, anh cũng không biết nữa. Thôi nha, chú vừa phải thôi nha. Mắc mớ gì mà giờ này chú chăm chập vô hả? Thôi mà. Tụi bay cứ cãi nhau à, gặp nhau là cứ cãi à. Đây nè, thuốc này là thuốc cao huyết áp nè. Được chưa? Nhưng mà cái cao huyết áp này rồi ai kê cho mẹ vậy? Mày đi khám hồi nào xong nó con đưa đi. Tụi chả phải đi khám cái gì chứ. Như cô Liên kìa, cũng bị vậy đó. Cô có khám gì đâu. Cô cũng mua thuốc này nè, cô uống rồi cô cũng hết đó. Mẹ nói như vậy sao được mẹ. Mẹ bệnh á là mẹ phải đi khám để bác sĩ kê thuốc cho mẹ uống. Mẹ uống như vậy á hại sức khỏe dữ lắm luôn á. Ba có nhà không? Cô mẹ con đây nè mẹ cô. Chào cô. Chào cô. Cô ngồi cô. Cô Liên, sao mấy bữa nay không thấy sang chơi vậy? Mà bữa nay sao cái thấy thần sắc cơ bộ kém như vậy? Da cũng bị vàng nữa, rồi sao vậy? Em bị bệnh gan chị ạ. Hả? Gan? Dạ, em bị ngứa khắp người, không ngủ được. Rồi cũng chẳng muốn ăn uống gì. Thế là các con em đưa em đi khám bác sĩ. Em kể về việc dùng thuốc của mình, bị bác sĩ la cho một trận. Rồi bác sĩ nói tại vì dùng thuốc tự ý cho nên dẫn đến việc bị bệnh gan đó chị. Trời ơi, nguy hiểm dữ vậy hả cô? Vâng, chính vì thế em mới qua đây để nói với chị. Mình có bệnh á thì phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ kê toa mình uống thuốc, chứ không nên tự ý mà dùng thuốc rồi khổ vào thân giống như em này. Bây giờ bị bệnh gan rồi chị. Hết chưa? Tụi con nói mẹ không chịu nghe đâu. Mẹ uống thuốc tầm bậy tầm bạ đi. Chắc là tôi phải đi khám mới được á. Đúng rồi, để con đưa mày đi khám nha. Dạ. Ừ. Mai đi khám nha mẹ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Thưa quý vị, nhiều người nghĩ rằng là bị bệnh gan là do uống nhiều bia rượu. Nhưng mà thực tế thì gan rất là dễ bị tổn thương, không chỉ là bởi bia rượu mà còn là dùng thuốc tây kéo dài và lạm dụng thuốc kháng sinh. Và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này thì sau đây chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Đình.
Dạ xin chào bác sĩ ạ. Chào Kim Thảo, chào quý vị khán giả. Dạ thưa bác sĩ, thì nhiều người cho rằng là những cái loại thuốc thông thường á, khi mà uống vào thì sẽ không gây tác hại cho gan, thì điều đó có đúng không thưa bác sĩ? Trước hết là mình xem cái gan là gì trong cơ thể mình. Thì Kim Thảo biết rằng trong cơ thể mình có hai cái cơ quan để giải chất độc, đó là gan và thận. Thì tất cả những cái thực phẩm mà mình ăn vào trong cái ruột, trong dạ dày thì nó được hấp thu và nó qua gan. Như vậy gan cái nhiệm vụ là gì? Là nó giữ lại những cái chất mà không có lợi cho cơ thể. Nó qua một cái con đường đào thải gọi là đường mật và chạy xuống dưới ruột là mình đi ra ngoài. Còn tất cả những cái chất mà hỗ trợ cho cơ thể như chất bổ thì nó sẽ đi qua vào cái tĩnh mạch trên gan, chạy về tim và bơm để nuôi tất cả các cơ thể. Như vậy gan có nhiệm vụ là chuyển hóa tất cả những cái thực phẩm, đồng thời thuốc cũng chuyển hóa vào đó luôn. Khi mình sử dụng những cái thuốc kéo dài hoặc là những cái thuốc mà nó tổn thương cho gan, nó sẽ làm cho tổn thương gan, không những bia rượu. Như vậy đối với những người mà sử dụng những cái thuốc mà lâu dài, mình phải xem xét vấn đề cái gan và cái thận có tốt hay không. Nếu trường hợp mình lạm dụng và dẫn đến một tình trạng là viêm gan do thuốc. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những nhóm thuốc nào mà gây tác hại tới gan thưa bác sĩ? Đối với những nhóm thuốc mà chuyển hóa qua gan, mà thông thường nhất ví dụ như là những thuốc giảm đau kháng viêm, ví dụ như paracetamol, những thuốc NSAID, những thuốc steroid, những thuốc sổ dung và những thuốc hạ mỡ. Nếu trường hợp mình điều trị quá liều thì làm cho cái gan mình sẽ bị tổn thương. Do đó mình sử dụng những cái thuốc đúng chỉ định của bác sĩ và đúng cái thời gian, nhưng mình không lạm dụng nhiều quá. Dạ thưa bác sĩ, thì bên cạnh những hiệu quả đem lại trong điều trị bệnh thì việc sử dụng thuốc thì luôn có những cái tác dụng phụ, đặc biệt là có tác hại tới gan. Vậy thì bác sĩ có thể nào chia sẻ những cái dấu hiệu khi mà mình dùng thuốc mà tác hại đến gan được không ạ? Rất là nhiều thuốc mà nó sẽ chuyển hóa qua gan. Nếu mình điều trị đúng liều thì cái gan mình hoàn toàn khỏe mạnh và gan có nhiệm vụ là nó sẽ chuyển hóa và giúp cho tác dụng tốt của cái mục đích của cái thuốc đó. Nếu mình dùng thuốc quá liều thì nó dẫn đến một cái tình trạng là viêm gan do thuốc. Ví dụ như uống paracetamol, ví dụ như uống paracetamol liều độc nó là 12 gram, như vậy mình uống dưới 12 gram một ngày thì cái gan mình rất nó tải rất là tốt. Còn uống trên 12 gram như xem liều độc và cái gan mình không tải được và dẫn đến là một tình trạng là viêm gan. Thì đối với viêm gan, nó biểu hiện đầu tiên là bệnh nhân sẽ xuất hiện cái vàng da, vàng mắt. Đó là những cái tế bào gan này nó bị viêm. Khi nó viêm thì nó sẽ làm cho phù nề. Và cái phù nề nó làm cho cái khoảng cửa, tại vì trong cái gan nó có cấu trúc của khoảng cửa. Cái khoảng cửa này mạch máu và cái đường mật nó sẽ chạy trong đó. Nếu mà gan nó phù nề lên thì cái chỗ cái đường mật và mạch máu đó bị chèn ép. Khi chèn ép có nghĩa là mật nó sẽ dồn lại trong cái máu và nó dồn vô lại về cái đại tuần hoàn và làm cho cái da mình nó vàng da và vàng mắt. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể nào chia sẻ biện pháp để bảo vệ cũng như là chăm sóc lá gan của mình, đặc biệt là những người mà sử dụng thuốc tây kéo dài ? Đối với nhiệm vụ bảo vệ cái lá gan của mình là nhiệm vụ của mọi người, bản thân của người đó bắt buộc phải bảo vệ. Nếu không bảo vệ thì gan này sẽ tổn thương, mà gan tổn thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy hiện nay thì vấn đề dùng thuốc thì cuộc đời của một người bệnh lúc nào cũng phải có bệnh, chứ không phải lúc nào mà mình khỏe mạnh đâu. Thì khi mà mình bị bệnh phải điều trị đúng liều của bác sĩ đã chỉ định trên cái toa, mình không lạm dụng quá kéo dài. Nếu trường hợp kéo dài nó ảnh hưởng đến gan và không những gan mà là ảnh hưởng đến thận. Tuy nhiên hiện nay có một số bệnh lý mãn tính, ví dụ như mỡ trong máu, ví dụ như tiểu đường, là những cái thuốc mà chúng ta sẽ điều trị rất là lâu, có hết năm này năm khác. Do đó mà mình để bảo vệ lá gan của mình thì không những cái thuốc điều trị chính, mình có sử dụng những cái bài thuốc về đông y để mình hỗ trợ thêm cái lá gan của mình, nó bài tiết mật cho tốt thì nó giúp cho cái gan mình khỏe mạnh hơn. Thì hiện nay thị trường và trong cái ngành đông y của chúng ta thì có những cái bài thuốc rất là tốt. Thì được thành phần của nó đó là cái artiso, rau đắng đắc và bìm bìm thì rất là tốt trong vấn đề giúp cho cái gan lợi gan mật và làm cho thông thoáng đường mật, thì giúp cho cái gan mình nó sẽ khỏe mạnh hơn và nó sẽ tải được những cái thuốc mà chuyển hóa qua gan, làm cho cái thuốc tác dụng rất là tốt, đồng thời cái gan mình khỏe mạnh hơn. Dạ xin được cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ trong ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Kim Thảo, cảm ơn quý vị khán giả xem đài. Thưa quý vị, hy vọng là qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì quý vị khán giả đã tìm cho mình những biện pháp cũng giống như là những cách phòng và chống bảo vệ lá gan của mình và cũng như là người thân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau của chương trình Cẩm nang sức khỏe. Thuốc bổ gan Boganic với nguồn gốc thảo dược, bổ gan, giải độc, mát gan. Dùng Boganic khi chức năng gan kém, uống nhiều bia rượu, gan nóng, dị ứng, táo bón, ăn không tiêu, không dùng khi bị viêm tắc mật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Boganic, bổ gan, giải độc, mát gan, sản phẩm của Trafaco.